Rồi, xin chào toàn thể các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 2020. Thì lời đầu tiên thì mình chúc sức khỏe các bạn. Lời thứ hai là mình nhắc luôn một số bạn mua hàng, đó là nếu mà anh em nào ở trong vùng dịch hay là cái vùng mà bị cách ly, vùng bị chính phủ không cho phép hoạt động á, thì vui lòng không đặt hàng nha, để tránh trường hợp là không thể nào nhận hàng được khi đặt hàng bưu tá giao tới. Và thứ ba là chúc anh em là có một mùa dịch là an toàn, thì giai đoạn này rất là căng, thì hàng thì sẽ đi rất là chậm các bạn, nó đi chậm, thậm chí là hồi xưa đi 3 ngày chứ giờ có thể đi tới 6 ngày cả tuần nữa đó. Thì mình cũng muốn là anh em có một sức khỏe thật tốt, để có sức khỏe thì mới mua hàng của mình được, vậy thôi. Thì anh em nhớ đăng ký kênh nha, like và chia sẻ video này. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ cung cấp cho anh em rất là nhiều đồ nghề Nhật Kabushi. Thì trong đợt trước á, lô Kabushi mình về á, thì thật sự là không đủ hàng đáp ứng cho anh em luôn. Nhiều anh em hỏi những cái thứ mà như cái kìm chết đồ là nó không còn nữa nha các bạn. Tại vì số lượng nó có hạn, nhập thì nó rất là khó. Chứ nếu mà nhập thường thường như ngày thường thì mình đủ số lượng cho anh em. Nhưng mà đợt dịch này thì nó khó, đi xe nó cũng khó, mà đi bưu điện thì nó cũng chậm, nên không thể nào mà đủ được. Thì anh em thông cảm. Thì cái lô hàng thứ hai này á, có về một số cái sản phẩm rất là mới, ví dụ như là kìm cắt tô này. Cái kìm này cực kỳ đã luôn mà giá rất là hợp lý luôn các bạn. Đó, kìm to này, kìm này là cái in to nhất này để cắt tô nữa, rất là đã luôn, nhưng mà giá nó chỉ có xem cái giá nhỉnh hơn cái giá của hàng của Trung Quốc thôi, tại vì mình học được nhầm được mặt hàng rất là tốt. Hôm nay thì có ba cái kìm, cái bộ kìm làm điện đó, kìm bằng, kìm cắt và kìm nhọn đó, cho anh em luôn. Đặc biệt hôm nay có một cái kéo cắt ống nước phi 60, phi 63 luôn. Kéo này là cắt, gọi là trong cái giới kéo cắt ống là cái này là vô địch rồi, không có cái kéo nào to hơn nha các bạn. Tại vì người ta thiết kế kéo cắt ống không có thiết kế to, thường thường là 42 là hết cỡ rồi đấy, 42 là quá lắm rồi đấy. Thường thường anh em làm điện thì 34 đổ lại thôi, nhưng mà giờ thì còn những ống to thì dùng máy cắt chứ không ít ai mà dùng cái kéo cắt đó. Rồi có cái dụng cụ rút ri ve bằng máy khoan, rồi có cái thước này là 5-7,5 luôn nè các bạn, cái thước này rất là đã luôn nè. Rồi có mỏ hàng, hôm trước anh em có dặn mình mỏ hàng đấy, thì hôm nay mình về giá nó chỉ khoảng 120.000 một cây thôi. Rồi ke, ke thì hàng hôm trước là còn đó. Thì à, đợt này có cái vít từ điện này rất là ngon luôn, xíu nữa mình sẽ review cho các bạn coi, mình chỉ có 30.000 thôi nha. Thì hôm nay mình có một cái view rất là đẹp. Cái view này á, thì nhiều anh em YouTuber thì cũng nên là sắm cho mình một cái view như thế này để quay phim chụp hình cho đẹp. Đó, thấy không? Các bạn nhìn nó rất là sáng luôn, mà quay bằng điện thoại thì nó rất là đẹp luôn. Rồi, cái đó là ngoài lề. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên luôn, đó là cho những chai dầu lọc súng. Vì sao dầu lọc súng mình lại đưa vào trong cái lô này? Bởi vì sao? Những cái thiết bị, đặc biệt là những cái thiết bị cầm tay á, là không thiếu cái chai này các bạn. Đấy, thì nó dùng trong quân đội Mỹ thì các bạn biết cái chất lượng nó như thế nào rồi đấy. Và khi chúng ta dùng những cái thiết bị cầm tay, máy khoan, máy cắt hay là những cái này luôn, nó những cái súng, cái nồi gỗ này này, những cái kìm cắt này cũng có những cái cơ chế hoạt động, thì chúng ta nên nhỏ một giọt, một nửa giọt như này vào những cái khớp chuyển động nó, thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ chúng ta hoạt động trơn tru và lâu ăn bị ăn mòn hơn nữa đấy. Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn thứ này và không bao giờ hết hàng. Số 1 90.000, một cây dầu lau súng của Mỹ nha các bạn. Số 2 tiếp tục là cái đèn pin Nhật. Hôm nay là đồ nghề Nhật hết nha các bạn. Đó, đèn pin này mình cũng đưa vào lô này luôn, là về đồ nghề Nhật. Thì cái đèn pin này thì mình sẽ test lại một lần nữa cho các bạn coi. Đấy, thì đèn pin này nhiều anh em hỏi cái sạc như thế nào thì mình cũng nói luôn. Đây, hôm nay nó sẽ có một tờ hướng dẫn. Đây, cái cấp sạc nó là cấp micro USB các bạn. Cái này là chỉ là cổng cáp thôi nha, không có cổ sạc đâu. Thì anh em về cắm vô cấp tai A này, tai A của cục sạc điện thoại mình đấy. Và cái đầu này thì cắm vô cái lỗ sạc của nó. Thì cái đèn này thì mình rất nhiều anh em sử dụng và phản hồi rất là tốt các bạn. Và cái bài đèn này mình bảo hành lên tới 6 tháng. Đấy. Thì đèn này là đèn mới luôn. Đèn này là của Nhật nha các bạn, đèn này là đèn Nhật gia băng này. Con này thì nó có khả năng này, một số tính năng này, độ sáng 240 lumen này, rồi va đập mình đi mưa này. Đó, rồi chức năng cảm biến mình sẽ test nhanh. Thì kích thước nó thì rất là nhỏ gọn, chỉ bằng hai ngón tay của mình thôi.
hai ngón tay của mình. Và độ sáng thì phải khỏi các bạn, 240 lumen nó ra rất là sáng luôn các bạn. Này, nó có các chế độ sáng như sau: 1, 2 này, 3 này, 4 điểm mi và 5 là điểm mi chốt. Đó. Nó sẽ có 5 cái chế độ sáng và một chế độ sensor cảm biến. Chế độ này thì rảnh tay khi các anh em nào mà đi làm mà tay bị bẩn thì bật chế độ này lên để dùng cái chế độ này cho nó sướng, tắt mở nó lên hoạt. Rồi, thì cái đèn này á thì mình sẽ vấn đề sạc pin này là pin lithium, pin nguyên trong máy nha. Sạc thì cổng micro USB chỗ này, cắm sạc nó sẽ báo đèn xanh, đèn đỏ, và sạc đèn sẽ báo đèn xanh thôi, không có gì mà lạ lẫm cả, rất là đơn giản và rất là thông dụng luôn. Số 2 là một cái đèn giá 330.000. Số 3 đó, số 3 là một cây kìm cắt tôn. Kìm này giá 190.000, các bạn thấy giá các bạn sẽ sửng sốt luôn. Này, đây là cái tem của nó. Này, Kabushi Japan nha các bạn. Đấy. Chữ Nhật không thôi, hàng này là hàng Nhật chuẩn Nhật. Hàng Kabushi có chữ R này. Thì đồ này là đồ mới 100% chứ không phải là đồ bãi nha. Tại vì đồ bãi các bạn mua đồ bãi thì nó cũng đắt, không kém gì đồ mới đâu các bạn. Người ta lấy cái tiếng đồ bãi thôi chứ. Nó đắt lắm. Thì các bạn thường thường á, những cái đồ mà nhái á, thì nó sẽ in cái chữ lên thôi. Nhưng mà những cái đồ xịn á, bao giờ nó cũng khắc, nó đóng này, nó đóng dấu hay là có cái khuôn các bạn. Người ta làm cái khuôn rất là đắt tiền nha. Người ta sẽ đóng một cái khuôn này, chữ này là chữ chìm nha các bạn. Chữ lõm vô được khắc rất là tinh xảo, chữ có R là thương hiệu độc quyền. Đây nè, trên cán nó có cái hiệu này các bạn, Kabushi. Cái kìm này thì đây, mình có chuẩn bị một miếng tôn này các bạn. Tôn này là tôn rất là dày, tôn này là tôn lạnh. Tôn lạnh mình nên xin được miếng tôn. Thì các bạn cái kéo này thì mình cho cái kích thước, cái thước nó là dài khoảng 40 phân. 35 40 gì đó, nhưng mà rất là dài. Khoảng tầm 30 35 40. Đây, thì đây là miếng tôn này. Các bạn coi nó cắt đơn giản lắm. Nó cực kỳ là sắc bén luôn. Cái đường hình như là không có ba vớ các bạn. Ngọt lắm, mình không dám cắt nhỏ trẻ con đi trúng chân. Đấy, rất là ngọt. Rồi, một cái kìm cắt Kabushi. Con này là đã lắm các bạn ơi. Nhìn cái đồ thép đồ nó rất là tinh xảo nha. Rồi, con này là giá là chỉ có 190.000 thôi, con số 3. Hàng mới, yên tâm. À, và để mình quảng cáo luôn chứ. Các bạn mua chai dầu này gì, cứ làm cứ vài giọt, cứ nhỏ vào đây một xí, nhỏ vào đây một xí là ok, là dùng thôi. Rồi, số 3 190.000, nói hơi lâu. Số 4 đường này là mình có một cái kìm cộng lực các bạn. Cái kìm này người ta gọi là cái kìm cộng lực hay là cái kìm cắt kẽm gì cũng được, nó sao cũng được, nhưng mà trong cái tên của nó là kìm cộng lực. Thì cộng lực là như thế nào? Thì nó sử dụng cơ chế đòn bẩy thôi, như cái ấy thôi. Cái kim này là size nhỏ, size này là chiếc 8 inch, size 8 inch này các bạn. Đó, cái độ mở nó có thể cắt được sắc khoảng mấy ly á. Mình cắt thử miếng tôn đất không. Đó, nó cắt cũng khá là ngọt các bạn. Nhưng mà nó để cắt sắt chứ không phải là để cắt tôn. Này. 8 inch này, CRV này. Đấy, cái kìm, một cái kìm cộng lực mini. Dòng này là dòng mini nha, không có lớn. Những cái lớn nó to lắm, cái lớn là cầm hai tay á. Rồi, thương hiệu này, Kabushi này các bạn. Dập chìm nha. Đấy. Rồi, cây này là cây số 4. Giá là 150.000. Rồi, số 5 hôm nay là một cái kìm cắt dây điện của Kabushi. Cái kìm này á, thì phù hợp cho những anh em làm DIY. Tại vì nó tương đối là nhỏ, cái này có 5 inch thôi. 5 inch thì nó hơi nhỏ. Nhưng mà những cái chi tiết các bạn coi này, những cái chi tiết nó khác này. Đồ mở ra chừng gặp vào nó chính xác lắm nha. Đó.
cái kìm này thì phù hợp cắt linh kiện á, các bạn để trên bàn làm việc cắt linh kiện rồi thì hợp lý. Tại vì mình cũng đang dùng từng thứ này mà rất là tốt, dùng hoài nó không hư. Chứ còn mua những cái kìm mà 30-40 ngàn thì cắt vài bữa nó cũng hư các bạn. Rồi, số 5 100 ngàn một cái kéo, một cái kìm. Rồi, số 6. Số 6 đợt này thì mình có về một cái thước các bạn. Thì mình đa số là mình nhập khẩu những cái hàng nào á thì Kabushi này nó sản xuất rất là nhiều đồ nha các bạn. Có những cái thứ mà nhiều khi nhìn vào mình hồi giờ mình cũng chưa biết nó là cái gì cả. Thật sự là vậy. Thì mình chỉ nhập lựa những cái thứ nào mà anh em hay dùng nhất. Có nghĩa là mình sử dụng trong nhà được này, sử dụng công trình được này, mà mình thấy nhiều người dùng thì mình mới nhập về bán. Chứ còn mình không nhập những cái thứ lạ lạ nha. Lạ lạ thì về dùng không ai biết dùng hết. Đó, thì một cái thước. Cái thước này thì Kabushi da băng. Đấy, đây là sản phẩm mới của bên nó. Đó, dài 30 mét nha. Thứ này là một cái thước vải. Mình chưa bắt luôn, mình cũng chưa bắt. Đấy. 30 mét, 100 ft là gì ta? Một cái thước vải thì nó cũng như những cái thước bình thường thôi, cũng xoay ra kéo vào bình thường như vậy đó. Đây nó có cái chỗ sách này cho chúng ta quay tay. Đấy, cũng khá là ngon. Được nha các bạn, nhìn đẹp. Cái thước này là số 6, giá 150 ngàn. Thì các bạn đừng có đi so sánh với hàng Trung Quốc nha. Hàng Trung Quốc thì các bạn xài nó khác lắm. Thường thường là chúng ta xài những cái đồ này á, sau khi dùng đồ này xong đưa lại xài những cái đồ tàu khửa, nó rất là cực. Mình cảm giác nó không có còn cái độ mà sướng nữa. Thì nói chung là đồ nghề mà anh em nên đầu tư cho đúng mức. Nó không có tốn, nó không có phí phạm gì đâu. Mình làm ra tiền mà. Rồi. À, số này là số 6, 150 ngàn. Số 7. Số 7 hôm nay là mình về một cái bút thư điện cho các bạn này. Cái này khá là đẹp luôn các bạn. Kabushi này, con này là 52 mm gì đây. Này hàng xà băng thẳng hoa nha các bạn. Đấy, chứng chỉ của nó đây. Xà băng thẳng hoa nè, không phải hàng 7. Thì cái bút thư điện này là đây này, có cái logo Kabushi ở trên tay cầm của nó luôn. Đó, rất là ngon. Thì cái này nó có một cái bóng đèn chỗ này. Cái này thì đây này. Đó, một cái bóng đèn chỗ này. Khi chúng ta thử điện nó sẽ sáng lên. Đó, và một cái tua vít, cái đầu tua vít. Cái tua vít này là hai đầu nha các bạn. Nó tua vít nhưng mà nó cũng không phải là chức năng để thư điện không. Nó cũng thiết kế rất là chiều ý người dùng đấy. Một cái đầu ba ke này và một cái đầu bằng đấy. Thường thường những cái bút thư điện chúng ta chỉ có cái đầu này không thôi. Nhiều khi gặp con ốc ba ke là thua đấy. Nhiều khi những cái linh tinh nhỏ nhặt vậy, nhưng mà cái hãng người Nhật người ta làm rất là trau chuốt nha. Không phải là những cái đồ này người ta không đầu tư đâu. Những cái bút thư điện mà người ta cũng trau chuốt rất là kỹ các bạn. Đâu rồi đấy. Đấy, hai đầu này, hai đầu là ngon luôn đấy. Thì ngoài chức năng thử điện thì đó, khi chúng ta cắm thì chúng ta nhớ cắm sâu vô nha. Cắm sâu cho nó đẩy cái này lên này. Còn coi này. Cắm sâu cho nó đẩy cái này lên. Đấy, thì lúc đó chúng ta mới thử điện được nha. Nhiều anh em mà cắm lờ ơ như thế này thì thử không được rồi bảo bút hư là mình không chịu nha. Đấy, cắm đẩy cái này lên. Rồi. Cái thứ này chỉ có 30 ngàn thôi. Bình thường anh em mua một cái bút thư điện ở ngoài thị trường bao nhiêu? 20 ngàn đúng không? 10 ngàn, 15 ngàn đúng không? Những cái cây tàu lao đó vứt đi. Dùng một cây này nó vừa thể hiện cái đẳng cấp của mình và nó vừa thấy được cái và nó, sản phẩm chất lượng nữa. Đấy, rồi. Cây số 7 này chỉ có 30 ngàn thôi các bạn. Một hàng Nhật mà chỉ 30 ngàn. Sản phẩm số 8. Số 8 hôm nay á là cái gì ta? Một cây súng bắn silicone các bạn. Súng silicone thì ngoài thị trường những cái đồ rẻ nhất á mình mua chỉ có 40 ngàn thôi các bạn. Rồi những cái đồ xịn xịn chút thì khoảng 100 ngàn. 100 ngàn ngoài có đủ giá hết. Tùy chất lượng thôi, có những cái bằng inox có thể 200-300 ngàn luôn. Nhưng mà cái đồ này á, là đồ Nhật Kabushi. Kabushi da băng hẳn hoi mà giá nó chỉ có 140 ngàn thôi nha các bạn. Rất là rẻ.
Này, cái đồ Nhật thì nó thiết kế rất là đẹp các bạn. Những cái linh cái chi tiết nó nhìn nó sắc sảo lắm. Nhẹ nhàng lắm mà các bạn, nhìn cái những cái hộp này nó hoạt động nhẹ nhàng trơn tru lắm chứ không như những cái đồ rẻ tiền nha. Kéo ra này. Và cái súng này á, các bạn nhìn cái độ ôm của cái chai keo á, nhưng mà đây là một cái chai keo silicone của mình bình thường này. Đó, các bạn nhìn cái độ ôm này, nó ôm nó gọi là không, thường thường những cái súng khác thì nó sẽ lắc 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 này, này các bạn, lắc lắc qua lắc lại này. Đấy. Nhưng mà cái súng này nó không lắc. Các bạn coi này. Đấy, cái súng này thì nó ôm chặt cứng luôn này, không có bị rơ lắc gì trong này luôn cả. Đi coi. Nó không có rơ, không có lắc gì luôn, nó ôm nhìn mình nhìn là thấy thiết kế này là thấy nó đẹp rồi. Đấy. Cầm cái xài cái đồ này thì ai nhìn vô cũng biết đồ Nhật cả. Đấy. Nó ôm cái chai mình rất là chắc. Và xài xong thì bóp cái này rất là nhẹ nhàng luôn, kéo ra. Cái này thì sử dụng gia đình hay công trình gì cũng thoải mái các bạn. Chỗ này thì nó đóng cái đắp epoxy đóng chìm rất là tinh xảo. Rồi, cây này là số 8 140 ngàn. Số 9 này các bạn, số 9 thì hôm nay thì mình có một cái bộ gọi là bộ rút rivet. Rút rivet này thì thường thường chúng ta sẽ sử dụng những cái rút rivet bằng bằng cơm á, và là rút rivet bằng cơm là bằng tay đó. Thì các nhà sản xuất thì cũng rất là chú trọng đến cái công việc của chúng ta, nên người ta đã sản xuất ra những cái rút rivet mà sử dụng bằng hơi rồi bằng điện, rồi những cái đó thì đắt tiền. Một cái rút rivet bằng hơi hay bằng pin thì nó sẽ dao động vào vài triệu, thì những cái rút rivet bằng điện nó cũng 5 triệu hơn. Nhưng mà để tiết kiệm chi phí, người ta đã sản xuất ra một cái bộ này kết hợp với máy khoan chúng ta dùng luôn, nhưng mà không có đau tay nha. Những cái rút rivet mà bóp bóp này rất là đau tay. Và bộ này á, đi coi. Đây, mình đã xé ra cho bạn coi rồi. Cái bộ này thì nó kít luôn xung quanh, nó không có, và chúng ta cái đường này mình mở cả. Đấy. Cái này thì nó có một cái tay cầm nữa các bạn. Khi chúng ta dùng thì chúng ta gắn cái tay cầm này vô. Đấy. Và các đầu của nó thì đây. Đó, thì cứ mở và thấy thế mà thôi. Rất là dễ dàng. Đó, thì khi dùng thì chúng ta sẽ cần một cái máy khoan. Thường thường thì sử dụng đồ này thì chúng ta cùng dùng cái khoan pin gắn vô. Đút vô gắn. Và khi sử dụng, các bạn muốn sử dụng thì các bạn đổ ngược cái máy khoan này này, bấm chế độ đi ra này. Đó, khi nào nghe tiếng tạch tạch các bạn mới dùng nha. Rồi các bạn gắn vô. Đó, gắn và ép cái này vô sát, vừa bấm cò. Nó bắt đầu nó nghe cái rẹt là rút này, các bạn coi rút này, đấy không, rất là nhanh. Khi chúng ta rút xong thì chúng ta đảo chiều mấy con lại và bắn cho nó loại ra và rút ra thôi, đơn giản. Đó, mình bắn cái này sướng lắm. Gắn vô này, đảo chiều mấy con, cái chiều mà cái chiều chúng ta bắn vô là nó rút nha. Đấy, cái con pin này nó hết pin đó. Rút xong bấm đảo chiều loại ra, rút ra luôn. Đấy. Lại này mình rút cả ngày không chán luôn các bạn ơi. Đấy, rút xong đảo chiều hết pin, sạc cả đêm mà sao hết pin ta. Rồi đó, đơn giản như vậy thôi. Thì bộ này mình đã mở ra mình review rồi, mình mở ra mình test hàng rồi nên nó đã bị bóc siêu bóc tem, thì vẫn cứ bán mình giá bình thường thôi nha các bạn. Mình mở ra mình bắt buộc mình mở mình review cho bạn coi. Rồi, cái bộ này á, giá nó là 230, giá này rất là tốt. Những cái bộ xanh xanh của Trung Quốc á, nó đã 250 rồi nha các bạn. Cái bộ này mình bán của Nhật mình bán chỉ 230 thôi. Đó, những cái bộ của Trung Quốc á, các bạn coi những cái bộ mà xanh 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 mà những cái kênh khác hay bán, hay là các bạn lên Shopee á, search đầu rút rivet dùng cho khoan pin là hiểu là biết. Giá số 9 230. Số 10 là chắc chắn sản phẩm mà anh em mong đợi nhất đây. Số 10 giá chỉ có 120 ngàn thôi mà được cái gì, một cái món hàng của Nhật.
Đấy, cái món hàng của Nhật 80W luôn. Này, Kabushi da băng các bạn. Này, đóng đát Kabushi. Rất là ngon. Thì mỏ hàng này là mỏ hàng 80W. Điện 220 nha các bạn. Điện sử dụng của mình là 220 nha. Tại vì đồ này nó sản xuất cho quốc tế chứ không phải là sản xuất nội địa. Đó. 220V là 80W nè. Mỏ hàng 80W là rất là giá mang nha các bạn. Các bạn ra chợ mua một mỏ hàng 20W chỉ có 30 ngàn thôi. Mỏ hàng 60W thì còn gần 100. Còn mỏ hàng 80W thì nó đắt hơn này nữa. Mà giá nó, giá đại lý mình đưa ra thì nó chỉ có 120 ngàn thôi. Và cái đầu này là đầu to nha. 80W thì cái đầu nó sẽ bự. Bự thì nó giữ nhiệt tốt. Thì thường thường anh em mua mỏ hàng á thì mới tập chơi mua hàng mỏ hàng 20W vì hàng chán lắm. Nói chung là sử dụng mỏ hàng thì đừng có tiếc tiền mà mua loại tàu nha bạn. Đừng có tiếc tiền mà mua loại dỗm. Mua loại dỗm là xài nó mệt lắm, nó mệt mỏi lắm. Xài nói chung là nó không có đủ độ nhiệt đấy, nó cứ nguội nguội rồi nó tè tè, cái mỏ hàng mà nó không có thể nào bóng được. Thì chúng ta hãy sử dụng những cái mỏ hàng chất lượng như thế này để dùng cho công việc chúng ta nó trơn tru hơn. Đây là đồ chuyên nghiệp nha. Đó, thì mỏ hàng này có giá là 120 ngàn, mã số 20, 10, quên mã số 10. Đấy. 80W. Rồi 10, 11. 11, 12, 13 là sẽ giới thiệu cho bạn ba cái sản phẩm này luôn. Đây là sản phẩm mới của bên Nhật, của Kabushi nha. Đó, nó có chữ new này các bạn. Sản phẩm mới là nó sẽ để chữ new. New là sản phẩm của nó, bên nó mới ra băng. Thì số 10 á. Số 10 đâu? Ủa, 11. 11 là một cái kìm bằng. Đây các bạn, một cái kìm bằng này. Này. Đó. Đầu tư tới mức ghi chữ da băng ở giữa luôn này. Cái này là khắc nha các bạn, khắc laser nha. Đấy, Kabushi da băng này, đầu tư tới mức đồ đó luôn ạ. Kìm bằng. Thì cái độ mà chính xác của nó thì khỏi phải bàn nữa nha các bạn, nó rất là sắc sảo luôn. Một cái kìm bằng. Cái size này là size 8 inch, 8 inch là size to á. Cái kia là cái size kia á là chỉ có 4 inch thôi, 5 inch. 5 inch, cái này 8 inch, 8 inch là cái size cơ bản. Cơ bản để anh em làm việc. Này, có khắc cái logo nổi này. Này. Đó, một cái kìm bằng như thế này. Thì kìm cắt với kìm nhọn thì cũng vấn đề bao nhiêu đó thôi. Đó, là 12 là cái kìm nhọn. Cũng có cắt da băng ở trong như cái kia luôn. Và 13 là 120 ngàn, cũng vậy luôn. Cái là đây là cái kìm cắt đó. Thì ba cái này thì không thể thiếu một cái thời điện cơ bản. Một cái thời điện cơ bản là phải có ba kìm này, thậm chí là anh em sử dụng gia đình cũng phải cần ba kìm này. Giá nó sẽ là 120 ngàn một chiếc, 11, 12, 13 một chiếc. Đấy, đều đồng giá 120 ngàn. Khi chúng ta mua bộ ba này chúng ta sẽ còn giá 300 ngàn thôi. Anh em nên mua bộ ba nha. Mua bộ ba này về sử dụng. Tại vì ba bộ ba này mình có chính sách giảm giá. Chứ không phải là, chứ mua một cái thì đừng có bắt mình phải bán 100 ngàn nha. Mua ba cái mình sẽ bán phải bằng 300 ngàn. Cái này chưa bao gồm với vận chuyển. Đấy, một bộ kìm rất là đã của Kabushi. 14. Đây, cái 14 này thì lần đầu tiên mình được tiếp cận với nó luôn. Một cái kéo cắt ống 63 các bạn. Phì 63 rất là to. Con này cực kỳ to luôn. Mình ở đây mình sẽ không có cái ống 63 để mình cắt cho các bạn coi đâu nha. Thì mình cũng sẽ dùng những cái co hôm trước thôi. Thì mình sẽ cắt ống 27 thôi. Không có 3 đâu. Thì xài những cái đồ này nó sướng lắm. Đấy. Các bạn coi này. Ngọt này, đi từ từ này. À. Đất. Và cái đường cắt nó sắc lẻm nha các bạn. Này. Đường cắt nó sắc lắm. Thì cái lưỡi dao nó nhìn ớn, ớn lạnh luôn à. Này nó cắt Kabushi da băng này. Đây các bạn coi. Đó, những cái này là nó in nổi luôn nha các bạn. Nó có khuôn hẳn hoi nha. Ví dụ như chữ Kabushi này nè, nó cũng in nổi lên luôn này.
Thì những cái hàng mà chính hãng thì bao giờ nó cũng sẽ làm cái khuôn sẵn của nó, không có phải như Trung Quốc. Nó mở ra thì cái lưỡi nó sẽ chạy ra luôn. Mà cứ cắt thôi. Đấy, cắt vô thôi. Một tay này. Rất là nhanh, thao tác rất là đơn giản. Rồi, thì cái giá kìm cái này 63 mm, cái kìm cái kéo này thì giá nó hơi cao, thì hàng này nó giá nó cũng hơi căng xí, các bạn thông cảm, tại vì mình nhập sao mình bán vậy mà giá này thì mình chỉ ăn hoa hồng của nhà sản xuất thôi đó. 14 giá là 208 một cái kìm cắt. 15 hôm nay là mình có cái thước các bạn. Cái thước này thì mình đem hai cái ra, bởi vì sao? Tại vì mình có hai mẫu, hai màu. Mình phải đem hai cái ra để các bạn khỏi bỡ ngỡ. Ví dụ như mình đem một cái màu vàng thì các bạn đặt hàng thì mình gửi màu đỏ các bạn sẽ thắc mắc. Đó, mình đem hai cái. Thì một màu vàng với màu đỏ nha, thì cái nào cũng vậy thôi. Đó, cái này là một cái kìm cũng không phải Kabushi nha, nhưng mà cái kìm này á, nguyên cái thước này á là có một hãng rất là mới ở Nhật, ở Đài Loan. Đấy, cái thước này nó rất là đã luôn. Nó to đầm tay 77,5 mét. Và cái bản nó dài lắm, cái bản nó rất là to này. Đó, bản bự, số rất là sắc sảo luôn nha. Cái thước này mình thấy rất là đã. Mới là theo chỉ 75 mét. Nhìn nó đã lắm các bạn ơi. Tô này sao nhìn phải nó sướng gì đâu. Đấy, có bọc silicon chống va đập nha. Đó, rồi. Thì cái thước này là 7,5 mét. Thì giá nó là số 15 này. Giá nó là 100 ngàn. Nó một cây màu đỏ và một cây màu vàng. Thì cái nào thích lấy cái nào lấy, các bạn cứ đổi màu, hết màu này thì mình đưa màu kia. Mình sẽ lấy ngẫu nhiên màu cho các bạn luôn, giống nhau. Rồi số 15 100 ngàn. 16. 16 là một cái kéo Kabushi, kéo để cắt đồ ăn. Cái nhà bếp thử kéo thì không biết thử bằng cái gì đâu, thử dao thì giữ bằng giấy, thử kéo không biết thử bằng gì, con giấy luôn. Không thể nào mà ngọt hơn được nữa các bạn, bén cực kỳ bén luôn, sắc lẹm. Các bạn cái Nhật này đóng kéo này thì kích thước đồng nhập bếp thì vừa đủ. Giá 90 ngàn, 16. Nói nhiều rồi nha các bạn, cái này gặp quen rồi. 17. 17 là một cái kìm Rivet. Đó, lúc nãy mình có nói cái kìm điện kia này, cái kìm sử dụng bằng cái khoan này. Bây giờ sử dụng cơ. Sử dụng cơ thì giá nó sẽ rẻ hơn cái dùng điện, dùng pin. Nhưng mà lúc nào dùng cũng được nha. Đó. Thì trong gia đình nên đầu tư một cái như thế này. Anh em có máy khoan máy đồ thì nên đầu tư bộ kia, còn anh em nào mà chưa có máy khoan hay máy gì ấy, thì dùng bộ này. Thì bộ này thì dùng đây coi, mình đã có test trước rồi đó. Dùng cái bộ này thì nó hơi đau tay, nó mỏi tay lắm. Nó mỏi tay là do chúng ta phải dùng tay bóp nó, thì cái này dùng lúc nào cũng được, rất là ngọt luôn, cũng không có gì mà bạn. Thì dùng xong thì các bạn cứ đưa cái thanh này ra thôi, đưa cái đinh nó ra thôi và tiếp tục bỏ vô và dùng. Cái này xài sướng lắm nha các bạn. Cái này thì có cái vật liệu á dễ làm hơn, cái này dùng không nó hơi khó. Đơn giản. Ở trong này thì nó sẽ có một cái cà lê cho chúng ta. Đấy. Cứ bỏ vào đây và sản phẩm Kabushi. Một cái cắt ri, một cái bấm Rivet 17 180 ngàn. 18. Cái này không cần lấy ra nha. Cái này là một cái ke vuông để chúng ta dùng để hàng đó các bạn. Nó sẽ có các, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái góc này,
Đây là hai thanh sắt tạo một góc 90 độ cho chúng ta làm việc, để nó những cái chi tiết hàng chúng ta nó chính xác hơn. Nó có thể chịu được lật tới 22 kg luôn. Đó, 500 hít 22 kg này. Giá nó là 150 ngàn một cái ke như thế này. Đó. Anh em nào mà thường hay hàng nữa, hay hàng sắt hàng đồ nên mua một cái 18 một đó. 19. 19 là một cái kìm Kabushi. 19 là một cái kìm mỏ quả của Kabushi. Cái kìm này thì mình cũng đã nói rồi, 190 ngàn nha. Kìm này là kìm size to. Này là kìm size to. Cái này là size lớn nhất trong cái giới mỏ quả rồi nha các bạn, không có size to hơn nữa đâu. Nó chất liệu nó giống giống như cái này, này. Y xì cái này luôn. Đấy, cũng đắp đám Kabushi trên này. Rồi cái chữ này, một cái kìm mỏ quả. Thì những cái đồ này là nói chung là trong gia đình là mình đừng có thiếu các bạn. Thiếu những cái này trong gia đình thì nó khó chịu lắm. Mình là người đàn ông trong gia đình thì mình phải biết mình phải có những cái này trong nhà, để lỡ mà đụng cái chuyện ví dụ như sửa ống nước này, sửa bếp ga, rồi sửa những cái đồ linh tinh vặt vặt trong nhà, chẳng lẽ mỗi cái mà đi kêu tử đúng không? Thì mỗi người nên đầu tư cho mình một cái bộ như thế này trong nhà để sử dụng sửa chữa. Rồi 20. Số này là số 19 nha, 19 là 190 ngàn. 20 là một cái kéo Kabushi, kéo Seki sao băng, kéo cắt gà. Kéo cắt gà thì mình sẽ cắt thịt gà thôi, nó mang cái tên nó rồi mà. Thì mình cắt gì nó này nữa, Seki sao băng này. Nó cái này là không phải Kabushi nha, Seki sao băng. Nó một cái kéo cắt gà khi ta bóp nó sẽ vật này ra. Đó, ăn nút vô nó sẽ giữ cái lưỡi chúng ta lại. Cái kéo này thì anh em quá đành rồi nha, 200 ngàn. Giá của cái kéo Seki này là 200 ngàn. Sản phẩm số 20 cũng là sản phẩm cuối cùng của mình ngày hôm nay. Rồi thì cảm ơn các bạn theo dõi video này. Thì các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like nha và chia sẻ video. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ giữ gìn sức khỏe để chống lại dịch Covid này 19 này. Chào các bạn.